xét đã xem xét cái ETH Ether, thì Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã xem xét về đề nghị đề xuất của ETH Ether này và cái sự chấp thuận để mở ra cơ hội mới cho thị trường điện tử. Khi mà thị trường nó có những sự thay đổi thì dòng tiền nó sẽ có thể dịch chuyển về những cái thị trường nó có những cái độ rủi ro thấp hơn. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video phân tích vĩ mô ở tình hình thị trường của mình trên kênh Aminvest, và mình là Sơn. Và như thường lệ, mình sẽ tiếp tục gửi đến mọi người video cập nhật thị trường hàng tuần. Và trước khi vào phần cập nhật của mình ấy, thì mọi người lưu ý đây là cái video dựa trên cái quan điểm cá nhân của bản thân mình, cũng như không phải là lời khuyên hay lời mời đầu tư. Và đây cũng là một thị trường rủi ro nên mọi người cố gắng trau dồi kiến thức kinh nghiệm trước khi tham gia để tránh mất tiền. Mọi người có thể xem lại một chút các cái cập nhật thị trường của mình về phân tích vĩ mô ở các tuần trước, thì mình đã dự đoán khá là chính xác khi mà giá vàng tăng đến mức cao cũng như là giá vàng giảm ở thời điểm hiện tại là ngày 12 tháng 12 này, thì giá vàng đang ở mức là 1984. Là mọi người phải tưởng tượng là cái mốc 2148 là một cái mốc cao nhất trong lịch sử, và thường khi giá vàng chạm với những cái mốc cao nào đó thì thường nó sẽ phản ứng rất là mạnh. Với cái một cái xu hướng như thế này ấy, thì mình nghĩ rằng vàng có thể sẽ điều chỉnh giảm thêm, quay trở lại các cái mốc thấp hơn như là 2007 hoặc 2020, để làm sao những cái thanh khoản ở trên ấy đang giữ những cái lệnh buy ở trên ấy thì sẽ bị quét toàn bộ và sẽ reset lại toàn bộ để có tiếp tục thiết lập lại một cái xu hướng mới của thị trường. Cũng khá là chính xác so với cái nhận định tuần trước của mình, khi mà giá vàng bật tăng lên mức 2148 và đã sau đó có xu hướng quay đầu giảm, thì đến ngày hôm nay thì giá vàng đã quay lại mốc ở 1984. Mọi người cố gắng chúng ta theo dõi các video cập nhật về tình hình vĩ mô thị trường trên kênh Aminvest, cũng như là nếu ai có nhu cầu tham gia hai kênh tín hiệu là kênh Private 1 và kênh Private 2. Đây là những kênh tín hiệu mà mình và anh Minh sẽ cập nhật những cái tín hiệu daily hoặc là những cái tín hiệu sát hơn so với thị trường. Còn với trong cái video cập nhật thị trường như này ấy, thì mình sẽ xác định cho một cái xu hướng dài hạn hơn, cũng như là chúng ta có thể nhìn thị trường một cách bao quát và tổng quát hơn. Và trước khi bắt đầu nội dung video của chúng ta ngày hôm nay, nếu các bạn là những trader mới mà cần cập nhật thông tin về thị trường, thì ở trong thời điểm hiện tại mình đang có 4 nhóm. Thứ nhất là nhóm Private 1 sẽ gửi cho mọi người những cái nhận định cá nhân của mình về vàng mỗi ngày để các bạn tham khảo. Thứ hai là Private 2 sẽ gửi cho mọi người những update cũng như là cập nhật những cái thông tin về những cái cặp tiền. Thứ ba là nhóm Aminvest Crypto. Ở đây thì mình sẽ gửi cho mọi người những cái nhận định cũng như là những cái phân tích của mình về những cái đồng coin cũng như là đường đi của nó. Ngoài ra thì mình cũng có một cái nhóm scalping vàng đến từ một người bạn nước ngoài của mình, thì tất cả 4 cái nhóm này đều là miễn phí. Và nếu các bạn muốn tham gia thì các bạn thể kéo xuống dưới phần mô tả bất cứ video nào. Các bạn bấm vào phần form đăng ký hỗ trợ trader mới miễn phí, hoặc đơn giản hơn các bạn thể nhắn tin cho mình theo số Zalo 0969156969 thì mình sẽ bảo các bạn thư ký add các bạn vào nhóm tương ứng. Ngoài ra đối với khóa học online thì mình đã có bổ sung thêm kiến thức cũng như là nâng cấp thêm hệ thống công cụ chỉ báo riêng độc quyền của Aminvest dành cho những bạn học viên của mình. Nếu các bạn muốn tham gia vào khóa học phân tích vàng và những cặp tiền trong thời gian ngắn hạn thì các bạn thể nhắn tin theo số điện thoại là 0862631626 để các bạn thư ký liên hệ và hoàn tất thủ tục ghi danh cho các bạn ở trong lớp học online này. Và chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Đến với cái phần cập nhật thị trường vĩ mô ngày hôm nay thì mình sẽ có một vài các cái thông tin mà mình tổng hợp được sau đây gửi đến tất cả mọi người. Thì đầu tiên đó là cái phần liên quan đến việc là Fed dự kiến bảo toàn chính sách thắt chặt tiền tệ đẩy lùi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của thị trường. Thì vào ngày 13 tháng 12, cơ quan dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có cái khả năng duy trì lãi suất không đổi trong bối cảnh xuất hiện những cái bình luận mang tính dầu hâu đưa ra được nhằm thay đổi kỳ vọng của thị trường về việc giảm lãi suất. Nếu cái điều này xảy ra thì đồng đô la Mỹ có thể tăng mạnh và gây ảnh hưởng tiêu cực đến với giá vàng và làm suy yếu giá trị của nó. Thì những cái tin tức này mình cập nhật từ hôm thứ Sáu và ngày hôm qua là ngày thứ Hai. Thì hai ngày vừa rồi thì chúng ta thấy là giá vàng giảm rất là mạnh, đúng không ạ? Từ những cái mốc là 2007 thì đến thời điểm hiện tại đã là 1984 rồi. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là gì ạ? Cái việc mà Fed dự kiến bảo toàn chính sách thắt chặt tiền tệ và đẩy lùi kỳ vọng giảm lãi suất của thị trường ấy, cắt giảm lãi suất của thị trường, thì những cái thông tin này là những cái thông tin mà chúng ta đã được cập nhật từ tuần trước rồi. Và đến tuần này thì chúng ta vẫn chưa có nhiều các cái thông tin nào khác ngoài những cái thông tin liên quan đến việc là gì ạ? Fed đang lùi thời điểm sang một cái thời điểm sau nữa để mà có thể cắt giảm cái lãi suất hiện tại đang là 5,25 đến 5,5%. Đây hiện tại vẫn đang là một cái mức lãi suất mà Fed kỳ vọng giữ để có thể thúc đẩy quá trình làm gì ạ? Giảm bớt lạm phát và làm cho cái nền kinh tế ổn định hơn. Cái việc mà các cái thông số, các cái thông tin khác trong khi mà Fed đang áp dụng cái chính sách tiền tệ như thế này ấy, thì chúng ta thấy là gì ạ? Trong tháng 11 thì số lượng việc làm phi nông nghiệp tăng lên 199k, cao hơn so với dự kiến là 185k và con số trước đó là 150k. Tăng trưởng này chủ yếu là cái kết quả của sự trở lại các cái công nhân đình công.
đạt khoảng 45k. Do đó thì cái tăng trưởng thực tế chỉ là 154k nếu không tính thêm phần này. Thì mọi người có thể nhìn thấy những cái kết quả được biểu hiện ở bên đồ thị. Cái tỷ lệ thất nghiệp đang giảm xuống mức là khoảng 3,7%, thấp hơn với dự kiến là khoảng 3,9% và so với con số trước đó là khoảng 3,9%. Trong khi cái mức tăng trưởng thu nhập trung bình theo giờ so với cùng kỳ năm ngoái là khoảng 4%. Tuy nhiên thì cái mức tăng trưởng tiền lương trong lĩnh vực dịch vụ giảm xuống còn 3,6%. Và có một cái lưu ý quan trọng là Fed sẽ tổ chức cuộc họp vào cuối cùng của năm 2023 vào tuần tới. Và cái tuần này này, và các cái nhà đầu tư sẽ chờ đợi đánh giá của các quan chức về tình hình kinh tế Mỹ. Mình nghĩ rằng là ở thời điểm hiện tại thì có rất nhiều người, rất nhiều các tổ chức cũng như những cái nhà đầu tư, người ta đang ở trong một cái trạng thái là gì ạ? Đánh giá và chờ đợi những cái tin tức vào cuối năm 2023 này để đánh giá toàn bộ những cái chính sách của Mỹ hiện tại sắp tới ấy, nó sẽ như nào, và đến bao giờ thì Mỹ sẽ quay lại cắt giảm lãi suất, sẽ không giữ ở mức 5,25-5,5% nữa mà có thể sẽ cắt giảm. Mình có đọc một vài các cái thông tin, một vài các cái tài liệu của một vài chuyên gia phân tích khá chuyên sâu về vấn đề liên quan đến các cái tình hình chính sách liên quan đến kinh tế Mỹ ấy. Thì người ta có dự báo rằng là đâu đó nó rơi vào khoảng tầm quý 1 của năm 2024 thì Fed sẽ đưa ra nha cái quyết định cắt giảm lãi suất lần đầu, bởi vì Fed không thể nào duy trì một cái mức lãi suất cao như hiện tại và trong một khoảng thời gian dài được. Nếu như mà nền kinh tế Mỹ nó có những cái sức phục hồi, cái sự đàn hồi trở lại ấy, thì chắc chắn là gì ạ? Người ta bắt buộc phải cắt giảm bớt lãi suất đi. Và mọi người lưu ý một cái nữa là gì ạ? Sau khi non farm được công bố thì cái lãi suất chính sách mà thị trường dự báo đã thay đổi nhẹ, nhưng mà còn quá nhiều kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất, cho nên là Fed có thể giữ nguyên cái lãi suất trong nửa đầu của năm 2024, sau đó mới cắt giảm dần và thị trường có thể sẽ thất vọng và điều chỉnh lại sau năm mới. Có nghĩa là đến thời điểm hiện tại, bây giờ chúng ta đang là ngày 12 tháng 12 rồi và chúng ta sẽ không còn nhiều thời gian cho một năm 2023 nữa. Gần như là những cái chính sách, những cái chính lược cũng như kết quả của năm 2023 này nó đã được ấn định rồi. Và chúng ta thấy gì ạ? Tất cả các cái nền kinh tế trên thế giới hiện tại mới đang bước vào, mới bắt đầu nhá, đang bước vào một cái trạng thái là có những cái dấu hiệu phục hồi thôi. Còn theo mình thì mình nghĩ rằng là hiện tại bây giờ nó vẫn còn rất nhiều cái việc cần phải làm và rất nhiều câu chuyện cần để phải bàn thêm ở năm 2024. Với những cái thông tin như mình vừa nói xong ấy thì chúng ta thấy là sẽ có những cái phản ứng của giá vàng trước những cái biến động dữ liệu kinh tế và cái kỳ vọng về tăng lãi suất của Fed. Thì giá vàng gần đây tăng lên rất là mạnh, đúng không ạ? Tuần trước chúng ta thấy là gì? Giá vàng tăng lên cái mốc lịch sử là 2148. Và đó là xuất phát từ những cái sự kỳ vọng nha, những cái sự kỳ vọng về cái chính sách tiền tệ của Fed. Và các nhà đầu tư tin rằng là Fed sẽ tạm dừng thắt chặt chính sách tiền tệ vì cho rằng là lạm phát sau đại dịch giảm đi và do nhiều lo ngại về cái nền kinh tế Mỹ. Nhưng chúng ta thấy được rằng là những thông tin cơ bản khi mà nó ra xong ấy thì nó làm cho cái thị trường nó biến động rất là mạnh. Và giá vàng thậm chí đi lên mốc là 2148, mốc cao nhất trong lịch sử mọi thời đại, vượt cái mốc là 2075, tăng đâu đó nó rơi vào tầm khoảng là hơn 70 giá. Ngay trong phiên buổi sáng ngày thứ hai của ngày hôm đó thì chúng ta thấy gì? Giá vàng quay đầu giảm rất là mạnh. Ngay lập tức trong ngày đã mất đâu đó khoảng tầm 60 đến 80 giá và liên tục giảm trong 3 ngày, 4 ngày liên tiếp. Thì đến ngày hôm nay là giá vàng đang ở mức là 1984. Thì quay lại trở lại một chút về phân tích kỹ thuật. Mình có một vài cái lưu ý cho mọi người đấy là gì ạ? Lại lý do tại sao mà mình có thể dự đoán rằng giá vàng giảm liên tục. Chúng ta quay trở lại một chút ở trong quá khứ. Nếu như ai giao dịch vàng, chúng ta giao dịch được khoảng tầm 2-3 năm rồi ấy, thì chúng ta không có lạ gì về một cái cú sập của vàng vào ngày 9 tháng 8 năm 2021. Vẫn là đúng vào ngày thứ hai và cũng là vào phiên Á, vào mở phiên buổi sáng. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là gì ạ? Liên tiếp trong các ngày tiếp theo, sau cái ngày thứ hai hôm đấy thì 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngày liên tiếp là chúng ta thấy gì ạ? Giá vàng tăng và gần như là hồi quay trở lại những cái mốc cũ. Cái mốc bắt đầu nó có cái nhịp sập xuống. Thì nhìn trở lại đây này, chúng ta quay trở lại đây, chúng ta nhìn này. Thì nếu như chúng ta nhìn một cách chính xác hơn và dựa theo những kinh nghiệm cũ thì chúng ta có thể nhìn thấy là gì ạ? Đây, cái ngày hôm thứ hai, 4 tháng 12 năm 2023 này, là 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngày liên tiếp chúng đang giá đang xuống, quay đầu giảm. Và đến những ngày như thế này ấy, thì mình cho rằng là giá vàng đang dần dần mất đi những cái động lực giảm mạnh và giá vàng sẽ có xu hướng chững lại nhá, chững lại đôi chút. Và những cái vùng cản gần nhất của vàng hiện tại, mình nghĩ rằng những cái vùng cản gần nhất của vàng đến như là 1970 hoặc là 1950 thì đây là những vùng giá mà có thể gần nhất vàng, giá vàng sẽ tiến tới. Tuy nhiên thì mình cho rằng là giá vàng sẽ cần thêm thời gian di chuyển.
cần thêm thời gian tích lũy. Và khu vực hiện tại chúng ta nhìn thấy ở trên màn hình mà có trên con trỏ chuột của mình đây thì có khả năng rất cao đây sẽ là những cái vùng mà tương lai giá vàng sẽ đi ngang và sẽ có những cái biến động đối với những cái vùng cản, ví dụ như là 2.000 chẳng hạn, 2.000 đây chẳng hạn, hoặc là ở phía dưới này những cái vùng cản ở mức bao nhiêu, ở khoảng 1.970, hay ở mốc hiện tại là giá sẽ đi ngang quanh vùng bao nhiêu ạ, 1.980. Và lý do tại sao mà giá vàng, nhiều người chúng ta sẽ thắc mắc với mình là tại sao mà giá vàng nó tăng lên rất là mạnh như vậy rồi, thậm chí có những bạn mà chúng ta buy ở giá ở 2.100, đến thời điểm hiện tại thì nó giảm như này là giảm mất 100, nó khoảng tầm 115 giá rồi, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ thắc mắc là ôi tại sao mà tôi phân tích cơ bản, phân tích cho những cái nhìn ở trên thị trường và thực tế là giá vàng cũng đã tăng rất là mạnh rồi, nhưng mà tại sao mà chúng ta lại vẫn bị âm, chúng ta vẫn bị gồng lệnh, chúng ta vẫn bị cháy tài khoản? Thì chúng ta phải lưu ý ở đây nhá, là cái việc mà nhìn nhận được cái vĩ mô của thị trường ấy, mình nghĩ rằng đây là một cái mà bất kỳ một chuyên gia nào hay một nhà phân tích nào cũng cần những cái đấy. Bản thân mình là một người giao dịch trên thị trường rất là lâu, mình cũng cần phải xem vĩ mô, mình cũng cần phải đi theo vĩ mô. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải xử lý như thế nào, chúng ta phải xử lý vĩ mô như nào, cái quan trọng là chúng ta xử lý vĩ mô như nào. Ví dụ bản thân mình thì khi mà mình có cái nhận định là giá vàng nó sẽ tăng, có thể nó sẽ phá mốc ở 2007 đến 2015, đúng chưa? Thì mình sẽ có xu hướng giao dịch theo cái hướng là giá vàng tăng. Đấy, còn khi giá vàng quay đầu giảm và mình dự đoán được giá vàng là nó sẽ giảm với những mức sâu hơn, thì chắc chắn là mình sẽ có những cái xu hướng hay là những cái giao dịch thực tế cũng như là sát với thị trường ấy, với những cái lệnh sell nhiều hơn là buy. Đấy, cho nên là cái việc mà chúng ta nhận định về vĩ mô là được rồi, nhưng chúng ta cũng cần phải phân tích kỹ thuật được, cũng như là chúng ta tìm kiếm các điểm vào lệnh, ra vào lệnh để có thể chốt lời hợp lý. Ví dụ như là chúng ta có những bạn chúng ta buy từ 2.000 chẳng hạn, đúng không ạ? Nếu như giá vàng tăng lên 2.148, nếu như chúng ta không chốt lời thì đến thời điểm hiện tại là chúng ta đã bị âm rồi ạ, chúng ta bị lỗ, thua lỗ luôn, chứ không phải là chúng ta cứ nhận định được vĩ mô, chúng ta cứ nắm được vĩ mô là chúng ta đã có thể là kiếm được lợi nhuận được đâu. Theo mình ấy thì chúng ta phải nắm giỏi cả hai, chúng ta vừa phải đi tốt trong vấn đề là phân tích vĩ mô dài hạn, và chúng ta vừa phải xử lý tình huống đối với phân tích kỹ thuật trong ngắn hạn. Thì đấy là những cái mà nó sẽ quyết định ra nên chúng ta có những cái phương pháp phân tích tốt hay không. Chúng ta cùng nhau nhìn qua một chút trang đồ thị của DXY, thì chúng ta được thấy được rằng là mình đã có những cái phân tích với cái đồ thị của DXY này, là giá sẽ có xu hướng quay trở lại cái mốc là 104 đến 104.5. Và thực tế là trong thời điểm vừa qua chúng ta thấy được rằng là gì ạ, giá của cái chỉ số của DXY này nó đang có xu hướng là tích lũy thêm nhá, tích lũy thêm, và mình nghĩ rằng là cái vùng 104.5 đến 104 hoặc là 103.5 này, đây sẽ là cái vùng giá mà DXY sẽ có xu hướng tích lũy. Và mọi người lưu ý là cái trend giảm nhá, cái trend giảm của DXY đang có xu hướng bị phá qua, lại đang có xu hướng bị phá qua, và có thể là nó sẽ đi lên trên cao hơn này một chút nào, phải đi lên phía cao hơn này trong những cái thời điểm sắp tới, khi nó tích lũy đủ lực cũng như là gì ạ, trong cái các cái chính sách, những các cái công bố ở trong các cuộc họp của Fed ấy, thì nó sẽ làm cho cái tâm lý của các nhà đầu tư về cái đồng đô la Mỹ nó sẽ thay đổi, cũng như là nó biến động hơn so với giai đoạn vừa rồi, khi mà chúng ta thấy là gì ạ, DXY đang có xu hướng giảm suốt, tính ra suốt từ những ngày khoảng tháng 10, đầu tháng 10 thì đến thời điểm hiện tại là DXY đang giảm rất là mạnh, giảm dần và giảm rất là mạnh xuống phía dưới này rồi. Và đến thời điểm hiện tại thì khi mà nó chạm những vùng cản với sâu hơn như này ấy, thì nó sẽ có những cái lực tích lũy tăng để có thể là hồi phục lại. Và mình cũng muốn mọi người xem qua một chút về đồ thị của chỉ số US 10i. Đây là cái trái phiếu 10 năm chính phủ Mỹ. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là từ những cái hôm mà mình có phân tích về cập nhật thị trường về tình hình vĩ mô ấy, thì mình cũng có nói về cái trái phiếu chính phủ Mỹ, chúng ta cũng cần phải theo dõi thêm cái chỉ số này, cái lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ này. Thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là hiện tại thì cái lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ đang giảm rất là mạnh, đúng không ạ? Chính từ tháng ngày khoảng tầm khoảng 20 tháng 10 thì đến thời điểm hiện tại đang là từ mức 5%, bây giờ hiện tại còn có 4,19% thôi, và đã có lúc giảm sâu nhất là khoảng 4,1%. Thì theo mình thì đây sẽ là những cái lý do khiến cho cái sức hút của cái trái phiếu hay cũng như của đồng đô la Mỹ trong thời gian vừa rồi đã bị giảm, thấy rằng cái dòng tiền nó sẽ dịch chuyển sang những cái loại tài sản mà có cái mức lãi suất cao hơn cũng như cái lượng lợi tức tốt hơn, ví dụ như là Bitcoin hay là những cái vàng chẳng hạn, ví dụ thế. Khi mà thị trường nó có những sự thay đổi thì dòng tiền nó sẽ có thể dịch chuyển về những cái thị trường nó có những cái độ rủi ro thấp hơn cũng như là lợi nhuận nó cao hơn. Chúng ta cũng nên phân tích nhá, phân tích và tìm hiểu những cái
lợi tức về trái phiếu chính phủ cũng như là chỉ số DXY là chúng ta sẽ có những cái nhìn thực tế tốt hơn. Chúng ta sẽ đến với tiếp theo, đó là giá dầu. Thì giá dầu tuần vừa rồi thì chúng ta thấy gì ạ? Nó có cái sự hồi phục nhẹ giờ nhờ cái báo cáo việc làm. Nhưng mà cái tình hình bất ổn vẫn gây lo ngại trên thị trường. Dữ liệu mới đây thì đã đi ngược lại với những cái giả thuyết này, lạm phát giảm và nền kinh tế Mỹ đã ổn định. Cái tâm lý thị trường đã thay đổi trước khi cái Bộ Lao động Mỹ báo cáo cái số liệu việc làm mạnh mẽ và tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 3,9% xuống còn 3,7% thôi. Cái dữ liệu này đã khiến cho cái kỳ vọng của Fed tăng lãi suất có sự thay đổi và gây áp lực lên cái giá vàng và tăng lãi suất trái phiếu kho bạc và tăng giá đồng đô la Mỹ. Thì cái việc mà cái lợi tức trái phiếu ấy nó tăng, chúng ta có thể nhìn thấy là một vài cái ngày vừa rồi ấy chúng ta thấy được rằng là gì ạ? Đây, giá nó có cái lợi tức trái phiếu nó có tăng trong 2-3 ngày vừa qua, đúng không? Đây, nó tăng hồi mức trở lại là hạ 4,3%. Tuy nhiên ngày hôm qua và ngày hôm nay thì nó giá vàng nó lại có xu hướng hồi phục. Tuy nhiên thì ngày hôm qua và ngày hôm nay thì cái chỉ số US10i này nó lại tiếp tục quay đầu giảm. Và cái giá dầu tăng trở lại sau cái chuỗi ngày giảm giá dài nhất từ năm 2018. Báo cáo về việc làm Mỹ mạnh mẽ hỗ trợ đà tăng giá. Và cái yếu tố tăng giá ấy, thì chúng ta thấy có một vài các yếu tố sau. Đó là Mỹ mua khoảng 3 triệu thùng dự trữ đẩy giá dầu lên và lạc quan về phục hồi nhu cầu nhiên liệu. Và cái thách thức ấy, thì cái giá xăng bán lẻ ở Hoa Kỳ duy trì ở mức thấp và tạo được cho thị trường. Và có một vài các cái nghi ngờ cũng như lo ngại sau. Đầu tiên là gì ạ? Nghi ngờ về việc cái hiệu quả chính sách của OPEC cộng và cái tăng sản lượng của Mỹ, cũng như lo ngại về cái tăng trưởng chậm của tiêu thụ dầu Trung Quốc và suy thoái ở Hoa Kỳ. Thì như chúng ta đã biết là Trung Quốc là một trong những cái thị trường mà nó là một cái nền công nghiệp gần như là nó là cái công xưởng của thế giới. Ở đấy thì có rất nhiều các hoạt động sản xuất cũng như nhiều công ty cung ứng về nhân lực cũng như là gia công sản xuất các cái hàng hóa sản phẩm của nhiều cái doanh nghiệp ở trên thế giới hiện tại đang thực hiện ở Trung Quốc. Nói gì nói thì Trung Quốc vẫn là một nền kinh tế hiện tại đang ngang ngửa với Mỹ. Mình nghĩ rằng là số 1, số 2 thế giới gì đó ở trên hiện tại trên thế giới đối với cái nền kinh tế của Trung Quốc. Thì cái việc mà cái nhu cầu tiêu thụ dầu ở Trung Quốc nó tăng hoặc là giảm mạnh thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái tình hình giá dầu chung trên toàn bộ thế giới và cũng như là ảnh hưởng đến những cái nguồn thu của các nước thuộc nhóm OPEC cộng. Đương nhiên là không có quốc gia nào mà chúng ta có cái tài nguyên thiên nhiên mà chúng ta muốn bán ở giá rẻ cả. Thì những cái quốc gia nằm trong nhóm OPEC cộng người ta cũng muốn là bán dầu với cái mức giá cao nhất có thể để người ta thu lợi được nhiều cái nguồn lợi về để phát triển kinh tế như phát triển đất nước. Và cái hiện tại tình hình giá dầu cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều các cái tình hình chính trị bất ổn trên thế giới như là chiến tranh giữa Israel và Hamas ở Trung Đông cũng như là các cái mối đe dọa đến từ Iran hoặc là các cái lực lượng ở Yemen, đúng không ạ, đánh chiếm những cái tàu dầu đi chở qua eo biển ở Yemen. Thì đây cũng là cái sự ảnh hưởng đến các cái tình hình chung về giá dầu. Và đặc biệt là cái việc là Nga không còn cung cấp dầu mỏ cho Liên minh châu Âu nữa mà chuyển sang cung cấp cho Trung Quốc và Ấn Độ cũng như là một số nước ở châu Á. Và những cái nền kinh tế đó sẽ được hưởng lợi khi mà giá dầu cũng như là giá khí đốt của Nga nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với khi mà các cái quốc gia đó họ nhập đến từ các cái nguồn đến từ Trung Đông. Và mọi người nhớ là gì ạ? Những cái nghi ngờ lo ngại này nó sẽ làm cho cái thị trường dầu đang đối mặt với những cái biến động đáng chú ý. Và chúng ta cần phải theo dõi giá dầu thật là chặt chẽ trong khoảng thời gian sắp tới. Và chúng ta có thể quan sát đồ thị của dầu. Thì chúng ta thì nhìn thấy rằng là giá dầu đang có xu hướng tiến dần đến mốc là 67. Thì đây là một cái mốc mà mình thấy là gì ạ? Nó có một cái phản ứng rất là mạnh trong quá khứ, đã phản ứng rất là nhiều lần từ những cái thời điểm năm 20 tháng 3 đầu năm, đúng không ạ? Hay là đến những cái thời điểm những cái thời gian như là tháng 11 năm 2021. Đây là những cái vùng mà giá dầu chắc có phản ứng rất là mạnh. Tuy nhiên thì giá dầu vẫn đang tiến tới và có một vài 3-4 ngày vừa rồi thì chúng ta thấy giá dầu đã tăng từ mốc là 69 tăng lên mốc khoảng 71. Tuy nhiên thì chúng ta có thể nhìn thấy là những cái lực nến ở đây đang rất là yếu cho việc tăng giá của dầu. Và nếu như nhìn trên khung lớn hơn, trên khung tuần thì chúng ta có thể thấy đây những cái nến nó có những cái tuần từ tính từ ngày 23 tháng 10 liên tục là 2, 4, 6, 7 tuần liên tục là giá dầu đang có xu hướng quay đầu giảm. Và nếu như để giá dầu bật tăng ở khu vực này thì mình nghĩ rằng nó sẽ cần tích lũy nhiều lực hơn, cũng như nó sẽ cần phải tiến đến cái vùng khoảng 66 đến 67 này để có những cái phản ứng cũng như là những cái tích lũy lực tốt hơn để có thể đẩy giá dầu tăng cao lên. Thay vì việc là cứ đi chậm và tích lũy ở trong một vùng ngắn như thế này ấy, thì chúng ta cần là có một cái sự biến đổi trên đồ thị. Chúng ta nhìn thấy là có một cái sự thay đổi về giá thật là mạnh mẽ hơn nữa thì giá dầu mới có thể tăng mạnh hoặc là phá thủng qua vùng 66 hay 67 này.
Và trong tuần này thì mình cũng có một vài cái cập nhật cho mọi người liên quan đến tiền điện tử. Thì như chúng ta đã thấy là trong thời gian vừa qua thì BTC đã có những cái mốc tăng trưởng rất là mạnh, lên những mốc là 40, gần sát 45.000. Đấy. Thì sau đó đã quay đầu giảm rất là mạnh. Thì có một vài các thông tin cơ bản sau đây nha, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái tâm lý chung của thị trường. Đầu tiên là các cái cáo buộc liên quan đến tội trốn thuế của CZ, của đây là CEO của sàn Binance. Đây là một cái trong những cái sàn giao dịch điện tử, tiền điện tử lớn nhất trên thế giới. Thì Binance đối mặt với thẩm phán yêu cầu chủ tịch điều hành CZ ở lại Hoa Kỳ cho đến tháng 2 để tuyên án, và ông CZ này ông đã nhận tội cái tội trốn thuế rồi. Thì tình hình này có thể ảnh hưởng đến hoạt động chung của Binance trong thời gian tới. Và có một vài các cái thông tin liên quan đến việc là các cái công nghệ blockchain ấy, thì các cái quốc hội của Hoa Kỳ đã thông qua dự luật ủng hộ công nghệ blockchain để đảm bảo cái sự dẫn đầu của Hoa Kỳ trong lĩnh vực này. Và thêm một cái nữa nào là SEC đã xem xét cái ETH, Ether. Thì Ủy ban Chứng khoán của và Giao dịch Hoa Kỳ đã xem xét về đề xuất của ETH, Ether này, và cái sự chấp thuận để mở ra cơ hội mới cho thị trường điện tử. Thì cái khối lượng chuyển dòng đến từ các hàng giao dịch này, thì chúng ta thấy là gì ạ? Bitcoin đã trải qua một đợt tăng giá đáng chú ý kể từ tháng 12. Và cái phân phối gần đây thì hiện tại thì Bitcoin đang ổn định và đã được phân phối vào tuần trước. Xu hướng đi ngang ấy, thì chúng ta thấy là gì? Cuối tuần trước thì Bitcoin có cái xu hướng đi ngang trên thị trường, và có thêm một cái sự nạp thêm hơn 10.000 Bitcoin đã được nạp vào các cái sàn giao dịch, tạo ra sự quan tâm sách mới. Ngược lại thì cái nguồn cung từ những cái người giữ Bitcoin ấy, dài hạn ấy, đã giảm đáng kể, và có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng cung cầu trên thị trường. Và khi mà chúng ta nhìn vào đồ thị của BTC, chúng ta thấy được rằng là nó đã tăng rất là mạnh này, nó tăng rất là mạnh từ những cái mốc là 15.000, tích lũy rất là mạnh. Và chúng ta nhìn lại một chút nhá, chúng ta nhìn lại một chút trong quá khứ vào giai đoạn năm 2020, từ 2019 đến năm 2020, chúng ta có thể nhìn thấy là BTC sẽ cần một cái khoảng thời gian tích lũy và dồn thêm lực nữa trước khi có thể bật tăng lên những cái vùng cao hơn. Và ở thời điểm hiện tại thì mình cho rằng là cái lực tăng của BTC nó đang ở một cái lực tăng không quá bền vững nhá, không quá bền vững. Và mình vẫn kỳ vọng là BTC có thể sẽ giảm lại về những cái mốc khoảng tầm 35 đến 36 trước khi có thể tiến đến những vùng cao hơn. Và có rất là nhiều bài báo người ta cho rằng là BTC có thể sẽ tiến đến những mốc là 100.000 hay là thậm chí là cao hơn nữa. Thì mình cho rằng là những cái mốc đó là những cái mốc mà nếu như chúng ta nhìn thấy vàng ở tuần vừa rồi ấy, thì mình cho rằng là đó không phải là sự một cái dự báo viển vông, mà mình nghĩ rằng là với một cái tâm lý thị trường như thời điểm hiện tại thì hoàn toàn những cái tài sản rủi ro như BTC này cũng có thể đẩy giá lên ở những cái mức cao hơn, khi ở những cái nhà đầu tư người ta cho rằng là gì ạ, những cái mốc giá đó mà người ta tin rằng là BTC có thể đạt được những mốc giá đó thì người ta sẽ đầu tư vào thôi. Và đương nhiên những con sóng của thị trường nó sẽ tiếp diễn. Nó cũng giống như trong giai đoạn năm 2021, năm 2022 thì giá BTC đã tăng từ những mốc bao nhiêu 4-5.000, 7.000 đến những cái mốc bao nhiêu tận gần 70.000. Thì mình nghĩ rằng là ở trong tương lai thì hoàn toàn BTC có thể đạt những cái mốc cao, đến những cái mốc là 100.000, 80.000, 70.000, 90.000 hay 100.000, thậm chí là cao hơn nữa. Bởi vì khi mà BTC hiện tại thì càng ngày nó càng được áp dụng rộng rãi, cũng như là nó được công nhận ở nhiều quốc gia, cũng như là những cái nền kinh tế lớn ở trên thế giới. Thì mình cho rằng là trong tương lai có thể BTC sẽ tăng đến những cái mốc cao hơn nữa. Vừa rồi là một vài cái cập nhật thị trường của mình về tình hình vĩ mô ở trên thế giới. Hy vọng rằng những cái cập nhật này của mình nó sẽ giúp ích cho mọi người trong những cái phân tích và đưa ra những cái nhận định cá nhân của mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người và hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại.